Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại máy bay trực thăng 47 Chinook cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và một bình luận góp ý nếu có gì sai sót ạ. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp cùng tìm hiểu sơ qua về trực thăng vận tải này nha. CH-47 Chinook là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng đa năng hai động cơ cánh quạt do Boeing Integrated Defense System thiết kế và chế tạo dùng để chuyển quân, vũ khí hạng nặng hỗ trợ đường không chia chiến trường. CH-47 Chinook được thiết kế vào năm 1962. Chinook 4 là tên một bộ lạc da đỏ ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Đến tháng 2 năm 1966, 161 chiếc Chinook đã được chế tạo và bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ. Năm 1965, Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 của Hoa Kỳ sang Việt Nam tham chiến đã biên chế một tiểu đoàn máy bay Chinook. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chinook trong chiến tranh Việt Nam là vận chuyển pháo lên các điểm cao và đảm bảo cung cấp đạn dược cho các khẩu pháo này. Trong chiến tranh Iraq, có tới khoảng 163 chiếc Chinook đã được sử dụng.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.